Vâng. Thích nó nói với đại ngoại giao thôi mà anh chú thăm chú được mà nó thăm một tí Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.